Hello, xin chào cô chú chị và các bạn. Em là Đặng Khắc Luân đây. Và thì buổi ngày hôm nay thì em đang có mặt trên cái con đường Nguyễn Thọ này. Đây là phía về tay phải là khu vô Lê Văn Lương. Và thì thẳng luôn là Nguyễn Thọ. Nguyễn Thọ thì đi thẳng qua tới cầu Kinh Tế là qua quận 4 nha. Ok, và hôm nay khá là nắng luôn. Bây giờ là tầm 3 chiều rồi mà trời nắng rất là gắt, nóng nữa, nắng rát luôn á, 38-39 độ á. Đứng đây có một xíu mà nó rát người luôn mà. Là trường đại học Tôn Đức Thắng. Thiên đường.
Cường và Tăng Quy. Hôm tháng qua cầu Tân Thể, quên phải, nước họ chứ qua cầu Tân Thể đó là kế bên ngay cái chợ Tân Quy nha. Nắng mà rìm đầu luôn á. Trời như thế này, người ta chỗ ban vừa tắt mà.